Sau 3 tháng an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, sáng ngày 17 tháng 8, Chư Tăng Phật giáo thành phố Tam Kỳ đã quang lâm chánh điện Tổ đình Tịnh Độ, phường Hòa Hương, tác pháp tự tứ truyền thống, kết thúc mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, buổi lễ chỉ diễn ra trong phạm vi nội bộ, hạn chế thành phần tham dự. Quang lâm chứng minh cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Thượng tọa Thích Phước Cảnh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ, Đại đức Thích Tịnh Châu, Ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố Tam Kỳ cùng chư hành giả đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ. Trước đại hùng bảo điện, Chư Tăng đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, đại chúng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Minh thừa hành pháp sự lễ tự tứ của Chư Tăng thành phố Tam Kỳ và tác pháp tự tứ. Lễ tự tứ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, đánh dấu sự kết thúc của 3 tháng an cư. Lễ tự tứ là hình thức thú lỗi lẫn nhau, vì trong thời gian an cư chắc chắn ít nhiều có những lỗi lầm do thấy, do nghe, do nghi, nên thú lỗi với Chư Tăng trước khi từ giả lên đường hành đạo, nhằm giúp các vị tỳ kheo thấy lỗi của mình mà sửa sai và hoàn thiện bản thân, soi sáng, thức tỉnh cho nhau để làm gương cho nhau và cho kẻ hậu lai noi theo. Trước đó, ngày 16 tháng 8, Chư Tôn Đức đã cử hành lễ cầu siêu cửu huyền thất tổ và nạn nhân tử vong do dịch COVID-19, trận tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu dương thái, dịch bệnh nhanh chóng tiêu trừ. Dịp này, Chùa Đông Yên thành phố Tam Kỳ cũng phát tâm cúng dường trai tăng, dâng phẩm vật lên toàn thể Chư Tôn Đức nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Được biết, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm phòng tránh việc lây nhiễm trong cộng đồng, Chư Tăng Phật giáo Tam Kỳ ngưng việc tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn với sự tham dự của đông đảo Phật tử như các năm trước, chỉ cử hành các nghi thức tự tứ của Tăng theo luật định.